Chào mọi người, trước mặt chúng ta là công trường thi công của cầu Giao 1. Thi công đến bây giờ vào ngày 31 tháng 3, nó cũng rơi vào tầm từ trước Tết một tháng rồi, bây giờ phải tầm 3-4 tháng đấy mọi người. Hiện tại thì đã phân luồng giao thông để phục vụ việc thi công cầu Giao 1. Như hiện tại các bạn đã nhìn thấy ấy, thì đường vào Thiên Lôi là đường một chiều, các cái tấm tôn thì quay lại cái quanh cái khu bến xe cũ và một phần của đầu đường lạch cuối đường Lạch Tray. Máy móc thi công cũng đang rất là nhiều, các bạn nhìn qua cũng có thể thấy được là cũng xây dựng được khá là nhiều cái cây cột, kiểu như đây là cái chân cầu hay sao ấy mọi người. Đường rẽ vào Cát Bi thì cũng bị quây tôn kín rồi, chỉ chừa ra một đoạn nhỏ để hai cái xe máy có thể tránh nhau được thôi. Đó, thì các bạn cùng mình theo dõi xem là cái cầu Giao 1 này hiện tại đã thi công đến được đâu rồi mọi người nhé. Này người ta quay tôn để làm, thành ra cái đường này còn có mỗi một khoảng vừa hai cái xe máy tránh nhau rồi. Thành ra cái đoạn này là cái đoạn chỉ có một chiều vào thôi, cái chiều ra bây giờ là nó đang bị cấm, hôm qua không làm, bây giờ người ta vẫn đi. Đi theo chiều ngược lại các bạn sẽ thấy cái biển cấm to tướng bên đây, bên phải bên phải theo chiều ngược lại nha. Đây, chỗ này có biển cấm. Đây là công trường thi công cầu Giao 1 phía bên đường ra Đồ Sơn mọi người. Các bạn có thể nhìn thấy là xà lan rồi máy xúc, máy đào vật liệu để rất là nhiều, khối lượng mình thấy cũng một phần khối lượng công việc cũng rất là lớn. Cầu rào thì cũng đã được dỡ bỏ, một phần đường ra Đồ Sơn cũng đã được đào sới khá là sâu ấy, mọi người có thể nhìn thấy. Đó, đây là con đường ra Đồ Sơn huyền thoại, đường 353. Sẽ rất là nhanh rồi, đến cuối năm chúng ta cũng có thể ra Đồ Sơn bằng con đường này rồi. Xa xa kia là cầu Giao 2 mọi người. Duy nhất các bạn có thể nhìn thấy dấu hiệu của cầu Giao 1 cũ, đó là cái chân cầu thôi mọi người. Bên dưới cầu Giao 1 cũ và mới thì vẫn là con đường Bùi Viện chạy xuyên qua này mọi người. Đường Bùi Viện bây giờ mình thấy khá là nhiều xe chạy rồi, và cũng xảy ra khá là nhiều vụ tai nạn ở cái đường này. Đó, còn bên này thì là cái công trường xây dựng cầu Giao 1 phía bên quận Hải An, chỗ đường Ngô Gia Tự, đường vào Cát Bi và cuối đường Lạch Tray mọi người. Xe tải này, máy xúc này, đó, những cái bờ quây tôn khá là rộng. Nhìn đây chúng ta thấy những cái cọc được dựng lên rồi, và những cái mấu chân cầu
được dựng lên đấy. Phần cuối của đường Lạch Tray cũng được phân luồng giao thông và quây tôn lại để thực hiện thi công cầu rào. Đặc biệt là phía tay trái này chúng ta đã không thấy xuất hiện của bến xe cầu rào rồi, một cái bến xe khá là huyền thoại đã bị dỡ bỏ đi rồi, còn duy nhất một cái cây xăng tồn tại từ cái thời bến xe thì vẫn còn hoạt động. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn toàn bộ cái công trường xây dựng cầu Giao 1 hiện tại. Và nhìn ra xa hơn thì chúng ta thấy một phần của thành phố. Thank you.